Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Hôm nay mình nói về bài toán trung bình cộng có lờ văn. Cái đề bài như sau: trung bình cộng này của 5 số là 15, tính tổng của nó. Thì ở đây các bạn phải nhớ công thức, muốn tìm tổng là lấy trung bình cộng. Trung bình cộng này nhân với số các số hạng. Thì số các số hạng là đây là 5 này, được chưa? Có 5 số, vậy là các số hạng là 5. Trung bình cộng bao nhiêu ? 15 nè. Vậy ta lấy 15 nhân 5 bằng bao nhiêu ? Bằng bao nhiêu rồi các bạn hãy chọn giúp Lợi đáp án nào là chính xác nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thoát, khó hiểu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.